Mùa nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ của người dân và các tổ chức tăng cao so với thời gian trước. Để cung cấp điện đầy đủ, an toàn trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Lào Cai đã tăng cường kiểm tra, rà soát, đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện. Máy biến áp mới này có công suất 320 kV A đang được các công nhân điện gấp rút hoàn thành. Sau khi đi vào vận hành sẽ nâng cao được phụ tải, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho sản xuất sinh hoạt của tổ dân phố số 18 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai và khu vực phụ cận. Trước đây ấy, thì là điện ở cái khu vực này thì cũng nhiều khi là bị mất điện ngang chừng. Gần đây thì thấy nhà nước là đầu tư lắp một cái tủ điện ở đây nữa thì nhân dân rất là phấn khởi. Như các cái hộ gia đình chúng tôi mà điện mà ổn định thì rất là tốt, chúng tôi rất là cảm ơn. Điện lực thành phố Lào Cai là đơn vị có số khách hàng, sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất trong toàn công ty điện lực Lào Cai. Chỉ tính riêng trong quý 1, tổng sản lượng điện tiêu thụ do điện lực thành phố quản lý là trên 468 triệu kWh. Để cung cấp điện ổn định, đơn vị đã rà soát lại toàn bộ các trạm biến áp, hệ thống đường dây, từ đó có các giải pháp sửa chữa, luân chuyển để đảm bảo phụ tải trong mùa nắng nóng. Đề xuất những cái phương án đầu tư để chúng tôi có những cái đấu nối mạch vòng từ trung áp để đảm bảo là một trạm biến áp, một khu vực thì chúng tôi có nhiều nguồn có thể cấp đến để hạn chế khi mà có xảy ra cái mất điện ở một khu vực thì chúng tôi có nguồn khác để cấp quay trở lại ngay. Bắt đầu vào mùa nắng nóng thì chúng tôi cũng có giải pháp tuyên truyền đến từng khu dân cư cũng như là hệ thống nhắn tin để hướng dẫn bà con sử dụng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Với đặc thù sản lượng điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp chiếm đến 80% tổng sản lượng điện hàng năm. Để đảm bảo nguồn cung cấp điện, công ty điện lực đã làm việc với các đơn vị khách hàng lớn để có giải pháp điều chỉnh phụ tải theo phân bổ trong từng đơn vị. Chúng tôi cũng đã có những cái buổi làm việc với khách hàng là trong các cái tình huống mà nhiệt độ tăng cao thì khách hàng cũng sẵn sàng để phối hợp giảm bớt cái công suất vào các cái giờ cao điểm để đảm bảo làm sao đấy để cho hệ thống nó vận hành ổn định, đáp ứng được là cái cấp điện ổn định trên toàn tỉnh. Những nỗ lực và giải pháp mà công ty điện lực Lào Cai đã và đang triển khai sẽ giúp giảm bớt sức nóng về quá tải điện năng trong mùa hè này.